Mỹ nhân siêu vòng 3 Kim Kardashian muốn gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel. Chị cả gia đình thị phi Kardashian Kim Kardashian cho biết mình sẵn sàng tham gia vũ trụ điện ảnh Marvel nếu có cơ hội. Kim Kardashian được biết đến là con cả trong một gia đình người Mỹ nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí, truyền hình thực tế. Hiện cô được xem là ngôi sao trong series truyền hình thực tế nổi tiếng The Kardashian xuất hiện cùng người thân trong gia đình. Mới đây, chị cả trong gia đình Kardashian đã có những chia sẻ với truyền thông những kế hoạch tương lai của bản thân về diễn xuất. Theo đó, cô cho biết mình rất hào hứng nếu được mời tham gia trong một bộ phim của Marvel. Cụ thể, sau phim PAVK Patrol, nữ hoàng thị phi Kim Kardashian vẫn chưa công bố dự án mới khiến những người quan tâm cô vô cùng tò mò. Tham gia cuộc phỏng vấn với trang Interview mới đây, Kim Kardashian nhận được câu hỏi của phóng viên rằng bạn có kế hoạch trở lại với diễn xuất sau phim PAVK Patrol hay không? Cô thẳng thắn đáp rằng bản thân sẽ sớm trở lại với diễn xuất và sẽ rất vui lòng nếu được trao cho nhiều vai diễn mới trong tương lai. Đặc biệt, Kim Kardashian nhắc đến Marvel như một trong những thể loại mà mình muốn thử sức trong tương lai. Cô cho biết nếu bản thân được tham gia một bộ phim Marvel là điều vô cùng tuyệt vời. Nữ hoàng thị phi còn tự tin khẳng định bản thân không chủ động tìm vai cho mình mà kiên nhẫn chờ đợi những tin tức tốt lành sẽ đến với mình như một lẽ tự nhiên. Được biết, chị cả nhà Kardashian là fan cứng của đại gia đình Marvel và thường xuyên góp mặt trong các buổi công chiếu các dự án này. Tuy nhiên, trong quá khứ, cô từng gây thị phi khi tham gia ủng hộ một dự án nhà MCU Spider-Man No Way Home. Lúc đó, Kim Kardashian đã đến xem phim và spoil luôn đoạn kết phim No Way Home lên Instagram cá nhân và nhận cơn mưa gạch đá từ khán giả toàn cầu. Về diễn xuất, Kim Kardashian từng góp mặt trong một số tác phẩm như Temptation, Confession of a Married, Counselor, Ocean S8, Disaster Movie đối với Kim Kardashian. Điều cô cần nhất hiện tại là một kịch bản đủ để bộc lộ hết tiềm năng về diễn xuất của bản thân.